Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với chuyên đề tạp chí ngân hàng được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, theo con số báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước tại hội nghị triển khai ngành ngân hàng 2018, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, tín dụng đã đạt mức tăng trưởng là 18,17% so với cùng kỳ, và đây cũng là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng tín dụng đã vượt mức 18%. Kết quả này đã thực sự phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay hay chưa? Liệu tín dụng bất động sản đã thực sự được kiểm soát an toàn? Chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này sẽ giúp quý vị có cái nhìn đa chiều hơn về tất cả những vấn đề nêu trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên, mời quý vị cùng đến với kết quả điều hành chính sách tín dụng của Ngân hàng Nhà nước năm 2017 qua phần tổng hợp của chúng tôi sau đây. 18,7% là mức tăng của tín dụng trong cả năm 2017. Vượt mục tiêu 18% mà Ngân hàng Nhà nước đã đề ra hồi đầu năm. Kết quả này cao hơn so với mức tăng tín dụng giai đoạn 2010-2015, song lại thấp hơn so với con số 18,71% của năm 2016. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng tín dụng vượt 18%. Sau khi mà nhận được kết quả chính thức về tăng trưởng tín dụng 2018 thì tôi thấy là cái tỷ lệ là trên 18% một chút, tức là nếu mà so với cái mục tiêu đề ra thì coi như chúng ta đã đạt cái mục tiêu đó. Thì việc tăng trưởng tín dụng được 18% ấy, tôi nghĩ là nó như chúng ta thấy là nó rất là phù hợp với cái mức độ hấp thụ vốn thực sự của nền kinh tế Việt Nam. Tầm khoảng tháng 10 chúng ta có một số ý kiến là đẩy cái tăng trưởng tín dụng cao hơn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhưng rõ ràng chúng ta thấy là cái sự hấp thụ của nền kinh tế nó chỉ ở mức như chúng ta dự kiến thôi. Đáng chú ý, tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh khi có đến 80% tổng dư nợ trong năm 2017 chảy vào lĩnh vực này. Trong đó, tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tăng 23%, cao hơn mức 18% của cùng kỳ năm ngoái, chiếm 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tín dụng lĩnh vực công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 32,62%. Tín dụng thương mại dịch vụ tăng 12,94%, chiếm tỷ trọng 47,36%. Tín dụng tiêu dùng tăng 24,67% so với năm 2016. Đối với các lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, tín dụng đã giảm đáng kể so với năm 2016. Tín dụng bất động sản năm 2017 tăng 8,56%, năm 2016 tăng 12,86%. Tăng trưởng tín dụng BOT đạt 7,43%, trong khi năm 2016 là 17,31%. Chỉ tính riêng đến cuối tháng 11 năm 2017, tín dụng cho lĩnh vực xuất khẩu tăng 14,03% so với cuối năm 2016. Tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 20%. Tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp ưu tiên tăng 22,13%. Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 11,53%. Năm 2018, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 17%, tổng phương tiện thanh toán tăng 16%. Vâng, thưa quý vị, có 80% tín dụng trong năm vừa qua đổ vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đây cũng là điểm tích cực trong điều hành chính sách tiền tệ của ngành ngân hàng trong thời gian vừa qua. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau của phóng viên VTV. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, đại diện doanh nghiệp này cho biết, với sự hỗ trợ của ngành ngân hàng, doanh nghiệp này đã có sự phát triển đặc biệt rõ nét trong năm 2017, khi nhu cầu vay vốn tăng đến 30% so với năm 2016. Sau một năm hoạt động thì bên mình cũng khẳng định được cái vị thế, và đồng thời lượng khách hàng tăng, cái khả năng vay vốn của bọn mình sẽ dễ hơn nhiều. Và đồng thời cũng bên cạnh đấy thì nhiều ngân hàng đồng ý cho bên mình vay vốn, rất là nhiều cái chính sách để hỗ trợ. Ví dụ như là họ biết cái khả năng kinh doanh của mình này, biết cái thời điểm mình cần vốn này, và biết cái nhu cầu sử dụng vốn của mình, nên là họ sẽ chia ra cho mình làm nhiều gói khác nhau. Ví dụ như là vay vốn trung hạn, hoặc là vay vốn ngắn hạn, hoặc là làm bảo lãnh. Vì bên mình thì kinh doanh thì có một cái mặt hàng đặc thù, đấy là mặt hàng sơn, thì bên mình làm có thể làm bảo lãnh. Thì ngân hàng sẽ tạo điều kiện là phí bảo lãnh là 2%. Tuy nhiên là cuối năm thì công ty sơn họ lại trả cái phí đấy là 1,5%, tức là mình chỉ mất vào 0,5% trên một năm đối với ngân hàng thôi. Thì cái đấy là một cái rất là ưu việt của ngân hàng để tạo điều kiện cho bên mình kinh doanh. Bên cạnh câu chuyện của công ty cổ phần kiến trúc Ngôi Nhà Việt thì cũng có không ít những doanh nghiệp khác nhận được sự hỗ trợ trong quá trình vay vốn. Điều này cho thấy tăng trưởng tín dụng trong năm 2017 đã có sự tăng trưởng tích cực khi chảy mạnh vào sản xuất kinh doanh. Thì cái thủ tục hành chính cũng đã giảm đi khá nhiều.
và thái độ của cán bộ tín dụng hay là đối với doanh nghiệp là có sự cầu thị rất lớn. Hiện tại thì công ty chúng tôi các cái khoản vay thì cũng không có gặp bất kỳ cái trở ngại vướng mắc, vì công ty cũng hoạt động khá lâu với ngân hàng và cũng đã đủ cái uy tín và được đánh giá là một trong những khách hàng kim cương, không có nợ xấu, không có chậm trả bất kỳ cái khoản nào của ngân hàng. Và hiện tại chúng tôi thì cũng có một số yêu cầu, một số khoản vay thì vẫn có tài sản đảm bảo và một số thì được tín chấp, nên là cái tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp của chúng tôi hiện tại là vẫn đang là thông suốt, không có ảnh hưởng. Hiện tại thì bên mình cũng đã tiếp cận được một số các cái gói vay từ các cái ngân hàng. Các ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay thì có rất là nhiều những cái sản phẩm vay vốn phong phú đa dạng, với mức lãi suất linh động, quy trình thẩm định hồ sơ cũng như là giải ngân vốn rất là nhanh chóng và thuận lợi. Đặc biệt là bên mình có tiếp cận được một cái gói vay tín chấp không dùng tài sản đảm bảo. Thì mình đánh giá là một gói vay rất là phù hợp với bên mình, là kinh doanh dịch vụ du lịch thì cũng không có nhiều những cái tài sản để đưa ra thế chấp trong quá trình vay vốn. Có thể thấy rằng cơ cấu tín dụng đã có sự chuyển dịch rất rõ nét trong năm 2017, nhất là khi tín dụng chủ yếu tập trung vào sản xuất kinh doanh, chiếm 80% tổng dư nợ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế đang phát triển một cách ổn định và bền vững dưới các chính sách điều hành hợp lý của chính phủ cũng như ngân hàng nhà nước. Cơ quan quản lý đang điều hành chính sách tiền tệ rất hài hòa và hợp lý, có nghĩa rằng là đặt ra các mục tiêu vừa phải phù hợp đối với nền kinh tế, tránh các cái việc là dòng tiền tín dụng có thể chảy sang các cái kênh đầu cơ, ví dụ như là bất động sản, rồi đầu cơ về mặt ngoại tệ. Tất cả những yếu tố đó nó chỉ làm cho nền kinh tế thêm bất ổn. Và với cái việc điều hành tín dụng như hiện nay và mong muốn định hướng tín dụng vào các cái lĩnh vực tạo ra giá trị, sản xuất giá trị cho xã hội, đây là chúng tôi cho rằng là cái chính sách rất hợp lý và sẽ giúp cho kinh tế vĩ mô chúng ta ổn định trong một cái thời gian dài. Ngay từ đầu, ngân hàng nhà nước đã rất là chủ động khi mà xác định một cái lạm phát mục tiêu và tăng trưởng tín dụng mục tiêu, tức là và như vậy thì lạm phát chúng ta vẫn đạt được, và cái khi mà người ta xây dựng mục tiêu lạm phát, người ta đã tính tức các tham số, trong đó có tham số về tăng trưởng tín dụng. Như vậy thì cả hai mục tiêu đó đều đạt được, tức là cái chính sách về tiền tệ và các cái giải pháp về tín dụng, điều hành tín dụng của ngân hàng nhà nước là rất phù hợp. Và đương nhiên với một cái sự ổn định như vậy, ổn định kinh tế vĩ mô như vậy thì chắc chắn là cái kinh tế của chúng ta sẽ có những cái cơ sở để thực hiện để phát triển tốt. Như vậy, tăng trưởng tín dụng đi đúng hướng sẽ hỗ trợ và thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng bền vững. Trong năm 2018, Ngân hàng Nhà nước cần kiểm soát được tốc độ tăng trưởng tín dụng cũng như chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng. Tín dụng bất động sản chỉ tăng trên 8% so với năm 2016. Năm 2016, tín dụng đổ vào lĩnh vực này tăng tới trên 12%. Theo đánh giá của các chuyên gia, tín dụng bất động sản đang được kiểm soát tốt, song vẫn cần thận trọng. 8,56% là con số tín dụng đổ vào lĩnh vực bất động sản trong năm 2017, giảm đáng kể so với con số tăng trưởng 12,86% của năm 2016. Trong đó, tăng trưởng tín dụng BOT đạt 7,43%, trong khi năm 2016 là 17,31%. Nhận xét về những kết quả này, nhiều chuyên gia nhận định tín dụng bất động sản hiện nay đã được quản lý ổn định và nếu còn ẩn mình trong các loại tín dụng khác như tín dụng tiêu dùng thì cũng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, có những chuyên gia cho rằng tín dụng bất động sản có ẩn mình trong tín dụng tiêu dùng hay không, nhiều hay ít, còn phải xét trên nhiều khía cạnh. Tất nhiên hiện nay có một cái con số mà nó còn có thể là chưa rõ ràng, chính là cho vay để mua nhà. Bởi vì trong cái thông tư 39 của chúng ta thì đã quy định rằng là cho vay tiêu dùng bao gồm có cả cho vay sửa nhà, này, chữa nhà và lấy tiền đó để mà đi thuê nhà. Thì đó đúng là tiêu dùng. Và tôi nghĩ rằng cái đó nó cũng khớp so với cái thông lệ. Nói về cái tỷ trọng đầu tư cho tín dụng tiêu dùng thì cũng chưa phải là cao. Và đặc biệt là trong cái tín dụng tiêu dùng thì chúng ta cũng còn chưa tách bạch giữa cái chuyện là xây nhà, mua nhà ban đầu với lại sửa chữa hay là nâng cấp nhà thì còn có nhiều quan điểm khác nhau. Thế nhưng mà cái con số mà tăng trưởng thì cũng quả thật là có vấn đề, khi mà đến 30-40% tăng trưởng một năm thì cái lĩnh vực nào cũng thế thôi, dù nó có tốt, dù nó có ổn định, nó có an toàn, mà nếu mà tăng trưởng nóng, tăng trưởng nhanh quá thì nó cũng sẽ tiềm ẩn nhiều cái rủi ro trong đó. Lúc trước cái dòng vốn nó chạy trực tiếp vào các công ty,
bây giờ cái dòng vốn nó chạy đến cả người tiêu dùng. Và vì vậy thì chúng ta hình dung rằng cái người mua các cái bất động sản đấy, thực chất nếu theo mục đích sử dụng thì đấy chính là mục đích là để mua sắm các cái tài sản là bất động sản, có thể là mua để sử dụng, có thể là đầu cơ. Có những ý kiến cho rằng nếu thắt chặt hơn nữa tín dụng đổ vào bất động sản sẽ càng gây rủi ro về vốn cho chính các doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là sẽ khiến cho tín dụng bất động sản tìm đến một nơi ẩn mình khác khó kiểm soát hơn. Chính vì thế, theo các chuyên gia, cần phải có những chính sách khôn khéo và hiệu quả hơn khi quản lý dòng tín dụng trong lĩnh vực này và tách bạch ra khỏi tín dụng tiêu dùng. Và cái giá mà một số quốc gia đã phải trả mà những nước thực sự phát triển ấy, có hành lang pháp lý đầy đủ, quản trị ngân hàng khá chặt chẽ, cũng đã rơi tình trạng này, thí dụ như cho vay dưới chuẩn và chủ yếu là bất động sản ở tại Mỹ mà dẫn đến những khủng hoảng tài chính, tiền tệ, khủng hoảng nền kinh tế thì cũng nhãn tiền từ năm 2008 và người ta cũng phải cả một quá trình xử lý nó, thì Việt Nam làm sao để mình không rơi vào cái trạng thái như thế nữa. Tuy nhiên là nếu như mua nhà hoặc là để ở hoặc là để đầu tư, đầu cơ về lâu về dài thì cái đó nên được coi là một khoản đầu tư, và cái đó cần phải bóc tách ra, nó sẽ nằm chính xác hơn ở bên cho vay bất động sản chứ không phải là cho vay tiêu dùng. Như vậy cần hơn nữa những chính sách mới hoàn thiện hơn để tránh hiện tượng lẫn lộn giữa tín dụng bất động sản và tín dụng tiêu dùng, xuất phát từ việc ngân hàng nhà nước liên tiếp kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực cho vay rủi ro và đưa ra nhiều giới hạn hơn cho lĩnh vực này. Năm 2017 khép lại với thành công không nhỏ của chính sách tiền tệ. Bước sang năm 2018, Ngân hàng Nhà nước đưa ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng 17%. Đây cũng là năm đầu tiên Ngân hàng Nhà nước đưa ra mục tiêu năm sau thấp hơn năm trước. Liệu đây có phải là sự thận trọng của nhà điều hành hay không? Mời quý vị cùng đến với phóng sự sau của chúng tôi. Năm 2017 tăng trưởng tín dụng là 18,17%, dù không đạt được mục tiêu là 20-21% như kế hoạch. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này được đánh giá là tích cực khi tín dụng chủ yếu tập trung vào sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước mới đây đã đưa ra mức tăng trưởng tín dụng mục tiêu trong năm 2018 là 17%. Dựa vào chỉ tiêu này, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tới từng tổ chức tín dụng. Các lĩnh vực rủi ro như bất động sản, chứng khoán sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Các chuyên gia cho rằng con số 17% là hợp lý khi dựa trên khả năng hấp thụ vốn của thị trường, cũng như mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2018 là 6,7%, lạm phát ở mức dưới 4%. Tất nhiên là với cái mục tiêu của chính phủ năm nay là dự kiến tăng trưởng GDP ở mức 6,7% và lạm phát thì cố gắng kiểm soát ở mức xoay quanh 4%, thì tôi cũng vẫn cho rằng là cái mức 17-18% tăng trưởng tín dụng cũng là cái mức phù hợp, nó cũng không thấp quá, bởi vì nếu như mà thấp quá thì rõ ràng là doanh nghiệp sẽ khó khăn về tiếp cận vốn. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ của các kênh huy động vốn khác, điển hình là chứng khoán, cũng là một trong những nguyên nhân khiến Ngân hàng Nhà nước đưa ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với năm 2017. Kết thúc năm 2017 thì cái vốn hóa của thị trường chứng khoán gấp đôi năm 2015, hay nói cách khác là các kênh tạo vốn khác, nó đã giúp cho các cái doanh nghiệp và nền kinh tế có những cái nguồn vốn khác tốt hơn. Và cái thứ hai nữa, bản thân khi mà kinh tế chúng ta ổn định kinh tế vĩ mô, các tỷ lệ lạm phát, các tỷ lệ lãi suất được kiểm soát phù hợp và các cái dòng vốn ngoại tệ được kiểm soát phù hợp thì cũng chính là thu hút cái đầu tư, các cái nguồn vốn đầu tư khác. Và vì vậy thì cái việc đưa ra 17% về tỷ lệ tăng trưởng là có thể nói rằng là nó phù hợp. Sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động tín dụng đã thể hiện sự cẩn trọng khi không tập trung tăng trưởng bằng con số mà thay vào đó là chất lượng và cơ cấu tín dụng. Để đối với cái điều hành tín dụng, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục đặt trọng tâm trong điều hành. Bởi vì đối với thực tế của Việt Nam, thì cái vốn cho đầu tư phát triển kinh doanh của doanh nghiệp thì phụ thuộc rất là nhiều vào nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng. Cho nên trong điều hành thì thống đốc Ngân hàng Nhà nước luôn quan tâm và trọng tâm vào lĩnh vực này. Và trong điều hành tín dụng thì vẫn tiếp tục theo phương châm là mở rộng tín dụng và đi đôi với an toàn hiệu quả, và tiếp tục tập trung tín dụng vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đặc biệt là những cái lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ. Ngân hàng Nhà nước không mong muốn thị trường tiền tệ phát triển quá nóng,
không mong muốn cái tín dụng đi ra nền kinh tế một cách vô tội vạ, mà thay vào đó là quan điểm điều hành một cách rất vừa phải và định hướng rất đúng chỗ. Và chúng tôi cho rằng là với cái định hướng như vậy thì chắc chắn rằng là cái tăng trưởng tín dụng trong năm nay chúng ta chắc chắn sẽ đạt mục tiêu, thậm chí chúng ta sẽ đạt được cả cái mục đích là gia tăng về chất lượng tín dụng. Có nghĩa là trước đây thì chúng ta theo đuổi cái câu chuyện là tăng trưởng tín dụng về số lượng, thế nhưng mà bây giờ ngân hàng nhà nước đi theo con đường là tăng trưởng tín dụng phù hợp và nâng cao chất lượng tín dụng nhiều hơn. Như vậy, với những bước đi thận trọng nhưng không kém phần linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành chính sách, nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018 có cơ sở để tăng trưởng và phát triển theo hướng bền vững. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên đề tạp chí Ngân hàng tuần này của chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi trực tuyến hoặc xem lại chương trình qua website www.vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.